Chào mừng các bạn đã đến với kênh Danh NDA. Thưa các bạn, hiện nay thì trào lưu của NFT đang dần hot trở lại với những cái sự tăng giá của rất nhiều cái token liên quan đến NFT. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tham gia vào chương trình Arop chia sẻ một cuộc giải thưởng là 20.000 đô NFT đến từ dự án Bull BTC Club. Chương trình Arop này sẽ kéo dài đến ngày mùng 5 tháng 10 anh em nhé. Tham gia vào dự án hôm nay thì bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video, sau đó bạn nhập cho quản tích tàu Google. Nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành follow các cái mạng xã hội. Ta mở ra để chúng ta lần được follow. Đây thì mình đã follow kênh Element, chuyện NFT của Element rồi. Thì tiếp một cái bài đăng, mình sẽ làm cả ba nhiệm vụ này rồi mình xác nhận hàng loạt để cho nhanh em nhé. Giờ tối thì trên kênh chúng ta sẽ có nhiều dự án hơn. Chúng ta join vào cái Discord. Nút Rari. Rồi. Thực ra thì cũng không cần phải xác nhận quá nhiều. Vậy là được rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ join thêm một cái Discord của Element nữa. Đây thì mình chưa join nên mình sẽ join. Chúng ta chỉ cần ấn vào Asset Invite để xác nhận nhiệm vụ là được. Còn tuần Paris thì anh em làm được thì tốt, không làm được thì cũng nghĩ không sao đâu. Rồi ok. Xong nhá. Ta nút con tin xem nhiệm vụ này này. Rồi bây giờ ta sẽ cho một kênh Telegram nữa để chốt luôn. Thế nên là nhiệm vụ gần như những nhiệm vụ cuối cùng rồi. Con tin này. Và địa chỉ ví BSC các bạn dùng ví MetaMask hoặc là ví ETH ở trên chơi Wallet nhé. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ chuyện Alop, chia sẻ mô hình tưởng là 20.000 đô giá trị token NFT Bull BTC Club. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn giờ tiếp theo.